không thấy quanh hiu khi đêm rừng buông không tiếc yêu. Dù đời mình còn dài những ngày vui trong tàn, ta thương nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi. Từ khi anh là lính chiến không về thăm ghé nhà em, đâu còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn hơi sao là buồn. Đời chỉ là bạn cùng sương gió, nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn, biết cho chăng đêm nay chiến trình mang thân trai đi ngàn phương. Đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấm. Sao vậy, sát lên luôn, sát luôn. Không còn thấy cái nút quay phim không? Có gì còn. À, quay sát vô không thấy rõ. Thằng con nó mình út thôi. Dạ. Hôm qua ông nói cái vết thương tốt. Thương như là đẹp lắm. Dạ. Cái này sau này nó mốt mình mày mình làm cái chân giả. Ông thấy tháng một tháng thì ông sẽ nói rằng là tháng sau ông sẽ chỉ định làm chân. Cái chân giả thì cắt cái mỏng gì làm cái chân giả nó đẹp. Được cái phần này chú còn cảm giác tốt không? Ừ. Trước này tôi có nằm ở đây 3 ngày. Thật ra 15 ngày là cái này chắc cũng được rồi, có này cũng không sợ. Hiện tại thì chưa có gặp ông bác sĩ này nè, để ông chỉ định đó, là mình không biết sợ. Mới qua ông tái khám mới gặp ông. Này, có chỗ nó con này cái đầu dây thần kinh đó. Trúng đầu dây kinh luôn, nó đau. Đường chú có uống bình thường thôi. Dạ, hôm qua có chỉ định thêm một vợ của bác sĩ này nè. Dạ. Cũng làm khoa nội tiết, thành ra khám bả luôn.
hồi sáng thì đo 120 được, 120 là tốt rồi, có cái bản theo dõi được. Ngày nhất là vấn đề đường. Lên chút điện lại cho nha. Mỗi lần nha.